Vâng, cửa hàng Emilio xin mến chào tất cả các bác nhé. Và trong video này em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến toàn thể các bác cũng như anh em một mẫu micro ở phân khúc cao cấp của DB Acoustic, hàng nhập khẩu chính ngạch các bác nhé. Đấy, các sản phẩm của thương hiệu DB các bác biết rồi, làm sản phẩm chất lượng, xếp top những đơn vị nhập khẩu sản phẩm âm thanh. Và hiện tại bên họ đang bán rất mạnh đối với sản phẩm micro từ phân khúc trung bình đến phân khúc cao cấp. Thì đối với mẫu mic hôm nay em giới thiệu các bác là mẫu mic DB550 Plus. Và cũng báo cáo thì mẫu mic này hiện tại bên cửa mình vừa cháy hàng, và hôm nay em tiếp tục nhờ được thêm về được có 15 bộ thôi để phục vụ các bác. Em có bỏ ra 5 bộ để review cũng như giới thiệu quảng bá sản phẩm đến toàn thể các bác cũng như anh em. Thì cái thời điểm này về hàng, như biết thì hiện tại đặng biên đang cấm rất là nghiêm ngặt. Nghĩa là hàng đợt này bên cửa hàng mình đối với sản phẩm bãi gần như là không có hàng về nữa rồi. Thì tình hình là nghĩa là giá thành của một số sản phẩm là đội lên một chút, nhưng bên tại cửa hàng Hiếu Minh vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi cho các bác với những sản phẩm âm thanh chất lượng như giá cũ, cũng như là không tăng giá đối với sản phẩm âm thanh các nhá. Thì vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi cho ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7 các bạn. Thì em tại cửa hàng Hiếu Minh, em đang có mặt tại cơ sở 1 bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Các bác mua một bộ mic DB550 Plus hiện tại hãng cũng như anh em trên thị trường đang bán với mức giá là 4.500.000 đồng trên một bộ này. Thì bên Hiếu Minh sẽ áp dụng giá như vậy, gồm bao ship và tặng cho các bác một bộ pin sạc 8 cổng của Daily Power, sản phẩm pin chính hãng Trung nội địa Trung Quốc các nhá. Đối với sản xuất này, với dòng pin này là dòng pin chất lượng, em bên cửa hàng mình khuyến mãi cho bác là sản phẩm pin chất lượng và dòng pin cao cấp. Đấy. Các bác không lấy pin thì em trừ tiền pin đi cho các bác nhé. Một bộ pin này hiện tại bên cửa mình vẫn đang bán phục vụ các bác với mức giá là 480.000 đồng bao ship và giá 450.000 đồng là giá tại cửa hàng. Nếu cả phí ship nữa là hết 30.000 tiền ship các bạn. Đấy, em sẽ up chương trình khuyến mãi là tặng cho bác một bộ 8 pin để cho bác hát karaoke gia đình. Mà các bác không phải đi mua mỗi chốc là hết một hát một lúc là một tiếng hơn một tiếng là hết một bộ pin chẳng hạn. Pin thông thường ấy ạ. Thì bác lại phải đi mua rất bất tiện, mà lúc ấy lại gọi đang có khách gì đó. Thì đối với bộ pin này sẽ đáp ứng cho bác là vụ gia đình mình hát một buổi tối nay thì cùng nắm được đến hai cặp này thôi. Hát một cặp này hát dưới dòng mic DB này phải hát được 8 tiếng thôi nhá, 8 đến 9 tiếng dưới dòng mic DB này. Chính vì vậy mà chỉ cần hai đôi pin này thôi là bác hát từ chiều tối đến đêm luôn được. Và hai đôi pin kia là đôi pin dự phòng. Đấy. Và đối với dòng pin này là một dòng pin chất lượng mà bên tại cửa hàng em bảo hành đến 3 tháng, cũng như là dòng pin này em đã bán ra ngoài thị trường phục vụ các bác 3 năm qua. Đấy là em phân tích để cho những bác nào mới em tặng là tặng pin xịn bác nhá. Đấy, nói từ pin xịn, và các bác không lấy pin thì được trừ tiền. Đấy, em nói rất rõ. Vì cái dòng pin này em bán ra gọi là bán mình lấy công thôi các bạn. Công bê vác hàng về thôi, chứ nó không lời lãi gì nhiều bộ pin này đâu các bác ơi. Bình thường anh em bán một bộ pin 4 thôi đã hơn 500 rồi, em bán bộ pin 8 có 408 là có biết được rồi. Và quay lại sản phẩm, thì rồi sản phẩm mic DB đây là phân khúc cho các bác chơi gia đình, phòng hát cũng như anh em sự kiện. Đấy. Những nhà bác nào có điều kiện một chút thì bác có thể chơi với dòng mic phân khúc này chơi cho gia đình. Đấy. Vì hiện tại tại cửa hàng của mình đang bán rơi khoảng độ 7 đến 8 mẫu mic khác nhau, từ những sản phẩm của AAP, DB hoặc PS và những sản phẩm của Shure là bình dân nhất, em đều có để phục vụ bác anh em với mức giá cực kỳ hợp lý. Thì cái áp dụng chương trình khuyến mãi đối với dòng mic DB này làm cái cơ hội rất là tốt cho bác sử dụng cho mình một dòng mic phân khúc cao cấp, mở lại được áp dụng chương trình khuyến mãi rất là sâu tại cửa hàng Hiếu Minh các bác nhé. Bác cùng ngắm lại đối với sản phẩm mic này, nó sử dụng đây là gồm hai tay mic các bác này. Tay mic nó phủ la lô rất là bóng, được gọi là đây là khắc laser của hãng. Với dòng mic này thì đã được rất nhiều anh em đại lý cũng như cửa hàng auto toàn quốc review cũng như bán rất nhiều rồi, và tại cửa hàng mình cũng được rất nhiều các bác yêu mến đối dòng mic này. Cực kỳ chất luôn các bạn, nó sử dụng chỉ hai cái dâu ngắn thôi, nhưng độ phủ của con này nó đi rất là xa, đi được 150 đến 200 mét. Chính vì vậy mà anh em đi sự kiện được. Và nói đến dòng mic này thì cũng báo cáo bác đây là dòng mic có chế đầy đủ tính năng từ chế độ tự ngắt nhé bác nhá, và không tự ngắt đều đầy đủ, anh em đi sự kiện được hoặc phát biểu đều được. Và cái thứ hai nữa, cái chất mic này ra nó tiếng mic nó dày, nó ấm,
không bị chói, và cái thứ hai nữa không bị mất ngắt sóng đấy bác nhá. Và cái âm thanh chi tiết, vì cái điều quan trọng là đối dòng mic này nó dò được tần số sạch nha, tần số sóng sạch. Tần số sóng sạch đây các bác hiểu lôm la nghĩa là cái tần số sóng đó nó đáp ứng cho bác cái đáp tuyến như đáp tuyến loa vậy, nó không bị nhiễu tạp đấy. Chính vì cái đáp, vì cái tần số sóng mà cái dòng mic này nó đưa ra là gọi là nó dò được cái tần số sạch, thì khi các bác sử dụng cái điện thoại gần bộ dàn hoặc là sử dụng xung quanh mình có wifi thì khi các bác hát karaoke nó không bị nhiễu pha tạp hay bị nói chung là bị một gì đó tác động bị ù chẳng hạn đó. Và một đặc điểm nữa, cái gia tốc xử lý đối với dòng mic này cũng báo cáo bác, thì cái gia tốc đây chính là cái gia tốc khi bác bị đây, ví dụ như em thả đây gia tốc rơi này, nó sẽ có cảm biến gia tốc thì nó sẽ xử lý tự ngắt ngay khi một ca sĩ đang hát các bác, hay bị dưới mic nó đỡ bị thu âm những cái tạp âm vào. Một đặc điểm rất là hay mà trên các dòng mic phân khúc cao cấp đều có, còn những dòng mic thông thường thì không có, đó là chính là cái gia tốc, cảm biến gia tốc nó độ nhạy rất là cao các bác nhé. Ở đây thì nó sẽ có hai tai rời các bác nhé, hai tai rời để bác bắt vào tủ máy cho em. Đấy. Đây là phần 6 ly này. Cái 6 ly này có một cái điểm rất là hay, đó là cái 6 ly thông thường của các dòng mic thông thường thì các bác để ý thì nó sẽ là 2 sóng ly chuôi thẳng. Thì đối với dòng 6 ly này các bác có thể cắm được cả phía đằng trước cũng như phía đằng sau. Thì phía đằng trước thì nó sẽ gập gọn bo vào, nó không bị điểm lộ hay gờ, tăng cái độ thẩm mỹ. Chính vì vậy những sản phẩm của DB em vẫn phải ghi nhận là cái độ trau chuốt của sản phẩm của hãng rất là cao. Đây một đôi cái adapter bác nhé. Đấy thì hôm nay em về hàng số lượng cũng không có quá nhiều, chỉ có 15 bộ thôi các bạn. Đấy thì anh em cũng như các bác có nhu cầu với sản phẩm mic phân khúc cao cấp này thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Hiếu Minh qua hai số điện thoại hotline là 0919182233 hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Và cũng báo cáo bác thì những các bác có nhu cầu đối với dòng sản phẩm âm thanh kể cả mic này, các bác có nhu cầu trả góp thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Hiếu Minh nhé. Trả góp từ xa thì các bác phải có thẻ tín dụng tiêu dùng, trả góp tại cửa hàng thì các bác mang theo chứng minh thư sổ khẩu. Tất cả sản phẩm tại cửa hàng mình trừ những sản phẩm như nhỏ quá như pin sạc thì không tính đúng không ạ, hay chân loa không tính, như cứ những sản phẩm từ hơn 1 triệu, từ trên 2 triệu, hay những sản phẩm như mic đây hay loa, hàng cũ hàng mới các bác đều có thể trả góp được các bác nhé. Để lưu ý cho bác đều có thể trả góp được. Đấy. Thì các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với cửa hàng em, và xin được nói chào tạm biệt tất cả các bác ạ.